giá vàng thế giới phục hồi nên giá vàng trong nước sáng ngày 19 tháng 1 cũng quay đầu tăng trở lại. Vào khoảng 8 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước, lên 74,7 triệu đồng một lượng mua vào và 76 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC niêm yết ở mức 74,3 triệu đồng một lượng mua vào và 76,82 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Giá vàng 4 số 9 sáng nay được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh tăng theo. Cụ thể, công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 4 số 9 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 62,45 triệu đồng một lượng mua vào và 63,55 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 cả hai chiều mua và bán so với hôm trước. Công ty BNG cũng niêm yết ở mức 62,35 triệu đồng một lượng mua vào và 63,55 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm qua.